mời cộng đoàn cùng lắng nghe suy niệm về sự thống khổ của chúa hãy lắng nghe lời chúa nói với chúng ta qua lời suy niệm về thứ sáu tuần thánh các con thân mến ta đã làm gì cho các con ta đã làm gì xúc phạm đến các con hãy trả lời đi liệu ta phải làm thêm những điều gì nữa liệu ta đã không làm đủ sao ta đã hướng dẫn các con ra khỏi đất nước ai cập nhưng các con chuẩn bị cho ta một cây thánh giá ta đã mở rộng biển đỏ trước mặt các con vậy mà các con đã mở rộng nương long của ta với lưỡi đồng xuyên thấu ta bàn cho các con một cây trượng bằng vàng nhưng các con tặng cho ta một vòng mão gai trên đầu với quyền năng vô hạn ta nâng đỡ các con lên nhưng các con lại treo ta trên cây thánh giá hỡi loài người ta đã làm gì cho các con ta đã xúc phạm gì đến các con hãy trả lời ta đi khi chúng ta chịu đựng sự đau khổ một cách tốt lành thì đó là lúc mà chúng ta ngợi khen sự nhân hậu của thiên chúa hãy luôn cảm tạ chúa ngay cả khi bạn phàn nàn về sự đau khổ miên trường của mình chịu đau khổ một cách kiên nhẫn đó là dấu hiệu của tình yêu mà chúng ta dành cho chúa và cho những người khác đôi khi sự đau khổ làm cho chúng ta đau đớn đến không thể thốt nên lời đó là cách thức mà các thánh của chúa thường kiên nhẫn gánh chịu có thể những sự đau khổ ấy quá lớn lao xấu xa và lộn xộn nhưng chúng ta hãy cứ tính thác nơi chúa và lòng nhân lành của ngài nếu được như thế thì sẽ có những ơn lành tuôn đổ xuống. Chúa ban cho chúng ta lời hứa về ơn cứu độ. Hãy tin tưởng nơi Chúa vì Ngài luôn trung tín và chân thật. Đây là những lời suy gẫm hoàn hảo dành cho chúng ta và gia đình chúng ta trong mùa chay thánh này. Chúa luôn gửi lời an ủi đến cho chúng ta qua lời Chúa và qua miệng lưỡi những người khác. Hãy luôn cầu xin Chúa vì bạn cần có Chúa trong khi gặp những tình huống đau lòng đó cũng là lời nhắc nhở tốt lành cho chúng ta để mỗi người đều cố gắng chịu đựng những sự gian khổ những nỗi đớn đau và những sự thất vọng điều quan trọng là chúng ta cần phải dâng mọi đau khổ lên chúa để lập công trạng để đền tội của chính mình và gia đình mình hãy luôn nhớ rằng chúa cho phép sự đau khổ xảy ra vì có ích cho phần rỗi linh hồn của chúng ta chứ ngài không gửi tới thiên chúa luôn yêu thương và muốn mọi sự tốt đẹp xảy ra cho chúng ta hãy ngợi khen và chúc tụng chúa đến muôn muôn đời Amen. Còn xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.